Xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com. Khoảng 1-2 tuần trước thì mình có làm cái video là xe đạp Đài Loan là có tốt hay không, có nên mua xe đạp Đài Loan hay không, thì các quý vị chưa xem thì có thể tìm lại trong kênh của mình hoặc trong Facebook của mình để xem lại. Và lối tiếp cái chuỗi series mà trả lời về xe đạp Đài Loan hay là những cái xe đạp khác thì mình có làm một cái video với cái tựa đề là riêng cái bộ phận nào. Xe đạp thì nó có rất là nhiều bộ phận, các quý vị có thể thấy là xe đạp thì có rất là nhiều bộ phận, nhưng mà cái bộ phận nào mà không thể dùng hàng fake được, không nên dùng hàng fake, thì cũng có xe đạp thì rất nhiều bộ phận rồi, nhưng mà không nên dùng hàng fake nhất ở cái bộ phận nào. Thì theo như cái kinh nghiệm ráp xe và bán xe của mình thì cái bộ phận sau đây thì là chúng ta không nên sử dụng hàng fake, và đó cũng chính là cái bộ phận mà làm cho xe đạp Đài Loan hay là những cái xe đạp mà Trung Quốc kém, rất là kém nha, rất là nhanh hỏng so với cái bộ cái xe đạp chính hãng. Và thường thì những cái xe đạp mà nhái từ Trung Quốc thì sẽ không thể sử dụng bộ phận này, họ sẽ không sử dụng, chứ không phải là không thể, họ không muốn sử dụng cái bộ phận này trong cái chiếc xe của họ, mà chỉ có xe chính hãng hoặc là những cái xe mà những cái người ráp xe đạp mà có tâm với nghề, có tâm với chiếc xe thì mới sử dụng thôi. Vâng, không để quý vị chờ lâu, đó chính là bộ phận theo như mình, cái bộ phận mà không thể hoặc không lên, tốt nhất là không lên sử dụng hàng fake, đó là bộ phận tay chuyển số. Và quý vị có thể thấy trong một chiếc xe đạp chúng ta có thể sử dụng một số hàng rẻ tiền, nếu như là cái quý vị có thể chờ tôi mình một chút. Thì tùy từ vào cái cấu hình đồ nhiều tiền thì chúng ta có thể sử dụng lốp vành cao cấp, phanh dầu cao cấp các thứ. Còn nếu mà xe đạp ít tiền thì chúng ta có thể sử dụng các bộ phận khác ít tiền hơn. Thế nhưng mà theo tôi thì riêng cái bộ phận tay chuyển số này, hai bên này, là chúng ta không thể sử dụng cái bộ tay fake hay là còn gọi là tay nhái được. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà trong quá trình sử dụng chúng ta chuyển số rất là nhiều, đặc biệt là cái bên tay phải chuyển níp rất là nhiều. Luôn. Các quý vị có thể thấy là chúng ta đi đường thường xuyên là chúng ta sẽ lên số, về số, lên số, về số, lên số, về số, rất là nhiều cái bộ phận này. Và những cái bộ phận mà hoạt động nhiều khác ngoài tay chuyển số ra thì là tay chuyển số sẽ hoạt động nhiều nhất và dễ bị cái chịu tác lực. Và cái quý vị có thể thấy là cái bộ phận tay chuyển số đây thì nó rất là nhỏ, mà nếu chúng ta dùng hàng fake ấy, thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Ngoài ra thì các cái bộ phận khác như là bộ chuyển động đùi đĩa hay là xích hay là líp hay là đè thì chúng ta có thể sử dụng đồ xịn, đồ chính hãng. Nhưng mà tùy theo từng giá bán của chiếc xe, nếu mà giá chiếc xe nó rẻ quá, nó chỉ có hơn 3 triệu thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng được cái bộ tay chuyển động, bộ tay chuyển số chính hãng thì chiếc xe của chúng ta mới bền. Đó là theo mình là cái bộ phận trên xe. Chiếc xe đạp thì có rất là nhiều bộ phận, nhưng mà cái bộ phận quan trọng nhất đó là cái bộ phận tay chuyển số. Bộ phận này nếu mà chúng ta dùng hàng fake thì chỉ khoảng mình nghĩ là nếu mà chuyển nhiều ấy thì chỉ khoảng 3 tháng là hỏng thôi, không thể chuyển số được. Cho nên là những cái chiếc xe mà như ở video trước mình có nói là người bán nói là xe Đài Loan ấy, nhưng mà thực chất là xe tàu nhái ấy, thì hầu như tất cả những cái xe mà tầm khoảng hơn 2 triệu đến hơn 3 triệu mà là hàng Trung Quốc thì đều sử dụng cái tay chuyển số nhái, tay chuyển số Shimano nhái. Cho nên là các quý vị mua về sử dụng bấm một thời gian là đều bị trượt số, tức là bấm số hoặc là nhả số về nó cứ bị rắc hoặc nó bị trượt. Đó là hiện tượng của tay chuyển số nhái. Thì nói thật với quý vị là hồi trước những cái năm đầu mà mới vào nghề xe đạp thì bản thân mình cũng sử dụng những cái tay chuyển số nhái để mà ráp cho những cái xe đạp rẻ tiền. Nhưng mà bán bên mình cửa hàng mình bán xong cái xe thì phải bảo hành cho khách, cho nên là hầu hết ráp được 20 chiếc xe mà lắp sử dụng tay chuyển số nhái thì hầu như quý khách hàng quay lại đủ 20 người là phải bảo hành, cho nên là từ đó là mình riêng cái gì có thể fake hoặc là có thể giảm chi phí được, nhưng mà riêng tay chuyển số ở bên cửa hàng mình hiện tại bây giờ cho đến về sau mãi mãi là mình khẳng định là mình sẽ sử dụng tay chuyển số chính hãng. Cái việc cái chuyển số nhái, sự chênh lệch giá giữa tay chuyển số nhái và tay chuyển số chính hãng thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Ví dụ một cái tay chuyển số nhái loại 3 đĩa 8 lít rời, hàng nhái bây giờ thì nó giá là khoảng 100-110 nghìn, còn hàng xịn bây giờ thì nó vào khoảng 350-400, hàng Shimano chính hãng. Thì như vậy là nếu mà lắp một con xe mà giá bán khoảng hơn 3 triệu thì cái tay chuyển số nhái nó sẽ chênh với tay chuyển số xịn chính hãng vào tầm khoảng 300 nghìn, khoảng 300 nghìn. Đấy, 300 nghìn. Thế nhưng mà với những cái người mà tham lãi suất hoặc những cái xe nhái mà đã sản xuất sẵn ở xưởng tư nhân, những cái xe đạp địa hình, xe đạp thể thao sản xuất sẵn ở xưởng nhái của tư nhân của Trung Quốc, tức là của cá nhân Trung Quốc làm xưởng dựng lên ấy, thì thường hầu như là người ta sẽ không sử dụng cái tay chuyển số chính hãng mà người ta sẽ sử dụng cái tay chuyển số nhái. Thậm chí là người ta nhập buôn nó còn rẻ hơn cả 100 nghìn nữa, nó chỉ vào khoảng 5-70 nghìn thôi. Thì quý vị hình dung nếu mà cái xe đó mà trong quá trình sử dụng chuyển số liên tục có khoảng 2-3 tháng thôi là cái lẫy nhựa ở trong ấy nó không bền và nó sẽ bị trượt lẫy ngay. Nó sẽ bị trượt lẫy ngay và nó làm cho cái chiếc xe nó không thể chuyển số được. Cho nên là những cái xe mà người bán là nói là xe Đài Loan nhưng mà thực chất là xe Trung Quốc mà sản xuất tại xưởng tư nhân của Trung Quốc, hầu như toàn là sử dụng xe bộ tay chuyển số nhái. Cho nên là cái xe Đài Loan sẽ bị mang tiếng bởi những cái dòng xe này là dùng vài tháng là bị hỏng tay luôn. Thì như bên mình là có những cái dòng xe giáp hoặc là có những cái dòng xe chính hãng hoặc là có những dòng xe Nhật bãi, mà mình có 3 dòng Nhật bãi là nguyên chiếc từ bãi Nhật về, và dòng chính hãng là như là Gian hoặc là hiệu Merida. Thì những cái xe chính hãng thì quý vị biết rồi là tất cả họ đều sử dụng tay chính hãng hết. Và cái dòng 3 là dòng giáp thì như những 1-2 năm đầu trước mình buôn xe đạp thì mình có tham rẻ thì mình cũng nắp cái xe tay nhái vào, nhưng mà bán thì phải có bảo hành, nên là hầu như là tất cả những cái xe mà sử dụng tay nhái thì đã quay lại hết, phải bảo hành hết. Cho nên là những cái thời gian gần trở lại đây là mình ráp tay xịn chính hãng hết, để cho mình đắt một lần thôi, mình chỉ đắt hơn 300 nghìn, mình giảm cái lãi suất mình đi một chút, nhưng mà nó sẽ không phải bảo hành sau này, đỡ đau đầu, đỡ vất vả cho mình sau này ra. Ví dụ như là mình đông khách bán xe đi rồi nhưng mà mình lại còn phải quay lại bảo hành cho khách cũ nữa thì mình rất là mất nhiều thời gian, và quan trọng nhất là mất cái uy tín của mình. Thì đây cũng không phải là quảng cáo gì với các quý khách, mà đây cũng là chỉ là cái chia sẻ trong nghề và cái chia sẻ của cái dựng xe, cái kinh nghiệm dựng xe và cái kinh nghiệm chọn xe. Là cái xe nó tùy tầm tiền thì đương nhiên là không phải xe nào thì cũng thể ráp được hết đồ tốt được, hết đồ chính hãng được, nhưng mà tùy theo cái giá tiền mà mình có thể ráp theo cái giá thành phụ tùng theo giá thành của xe. Thế nhưng mà chỉ duy nhất một cái bộ phận trong xe đạp mà mình khuyên các bạn là mua, là chọn, hay là nếu mà mua phụ tùng về ráp xe, là duy nhất một bộ phận đó là tay chuyển số ở bên trên ghi đông đó, là phải sử dụng của chính hãng. Nó chỉ đắt hơn tay nhái gấp khoảng 3-4 lần thôi, nó chỉ chênh khoảng 300-400 nghìn thôi, nhưng mà nó giúp cho chiếc xe mình hoạt động rất là bền bỉ. Bởi vì quan trọng nhất là mình đi cái xe thể thao là nó phải có nhiều tốc độ, mà khi đi nhiều tốc độ thì mình phải chuyển số liên tục, thường sẽ là liên tục. Và nếu như cái tay nhái thì nó sẽ rất là nhanh hỏng, chỉ khoảng 2-3 tháng là hỏng thôi. Vâng, và nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao thì quý vị hãy like ủng hộ video này. Mình sẽ những cái video tiếp mình sẽ làm video hướng dẫn phân biệt tay chuyển số nhái và tay chuyển số chính hãng, hay còn gọi là phân biệt tay fake nhái và tay chính hãng. Và như các quý vị biết thì ở cửa hàng mình cũng bán một số xe giáp, kể cả những cái xe giáp mà giá tiền chỉ có khoảng 3,8 triệu thôi. 3,8 triệu là mình cũng sử dụng. Mình không khẳng định là tất cả là đều chính hãng, nhưng mà riêng tay chuyển số đây, ví dụ như con màu xanh đây, con màu xanh cà màu vàng đây là mình cũng là xe giáp thôi. Đấy, nhưng mà khẳng định với quý vị là tay chuyển số là chính hãng. Còn các cái thứ khác thì mình có thể dùng cái đồ tốt nhất trong tầm giá. Mình chỉ khẳng định là tốt nhất trong tầm giá mà thôi, chứ mình không khẳng định là chính hãng được. Đấy, bởi vì giá thành của chiếc xe nó có 3,8 triệu thôi, nó có hơn 3 triệu thôi, nên là mình giáp mới là mình không thể ấy được. Mình không thể là coi khẳng định là chính hãng 100% được. Như vậy là mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn xong cái vấn đề là trong một cái xe đạp thì bộ phận quan trọng nhất mà muốn chiếc xe bền bỉ hoạt động tốt, chưa nói đến xích níp, mai ơ, các thứ đó thì tùy theo từng dòng tiền của giá xe mà chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà bộ phận quan trọng nhất đó chính là tay chuyển số phải sử dụng chính hãng Shimano thì nó mới giúp cho chiếc xe hoạt động bền bỉ tốt được. Vâng, và quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và muốn đón xem nhiều video khác thì hãy ấn ở trên Facebook thì quý vị hãy kết bạn với Xe Đạp Hải Phòng, ấn chế độ xem trước. Còn ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau.